Đấy, em Hồng lại xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác nhá. Một tấm hương siêu phẩm này, nu hương này, gọi là nu kín mặt luôn các bác ạ. Các bác nhìn thấy không? Nu rất là nhiều, nu lăn tăn khắp bề mặt luôn. Tấm hương này thì hôm trước là em có giới thiệu đến toàn thể các bác rồi, nhưng mà do là hàng xẻ ra khá là nhiều nên ngày hôm nay kích thước chuẩn và phù hợp với tất cả mọi không gian nhà thì em sẽ quay và gửi đến toàn thể các bác cụ thể chi tiết hơn các bác nhé. Đấy, tấm hương dày 20cm, có chiều dài là 4m67 các bác ạ. Chiều dài là 4m67, có chiều dài là 4m67 các bác nhé. Đấy, đây ạ, đầu ngọn là rộng 1m82. 1m82. Đấy, đoạn giữa là rộng 1m81 và đoạn gốc là rộng 2m các bác ạ. Đoạn gốc thì rộng 2m nhá. Đấy, tấm hương này, nu cám này, nu kín mặt luôn. Kèm theo đấy thì cái độ vân chun thì nó ủn lượn thì rất là lạ thường, rất là đẹp. Tấm này thì bên công ty mới quét qua một lớp lót để chống, để bảo vệ và chống nứt thôi các bác nhé. Để chống nứt thôi, tại vì trong cái quá trình bên công ty này dựng hàng ở ngoài trời, những các cái tấm mà nó quá cỡ hoặc là nó dài, có không vừa với kích thước của lò sấy thì bên công ty bắt buộc là phải quét lót chống nứt, cũng như là kèm theo là dựng phơi ở ngoài trời. Đấy, thì như tấm hương này cũng thế, bên công ty đang trong cái quá trình quét lót và để nó khô theo thời gian. Tấm này thì đã được bên công ty cắt rồi, hai đầu quá là đặc luôn. Hàng quá là nục nạc luôn các bác ạ, rất là nạc. Hai mặt thì mặt nào cũng như nhau. Đấy, hai mặt như nhau hết các bác nhá. Mặt em đang mặt em đang quay trực diện đây thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nếu mà mặt dưới của nó rộng hơn. Đấy, mặt dưới của nó thì rộng hơn, nhưng mà em quay mặt này trước để cho các bác cùng xem. Tấm này thì nó quá là nục nạc rồi, không tí tì vết luôn các bác ạ. Đấy, nu kín mặt luôn này. Thì kích thước em xin đọc lại cho các bác cùng nghe nhá. Có chiều dài là 4m67. Đấy, chiều rộng gốc là 2m và đầu ngọn là 1m82. Dày 20cm, phôi rất là nạc, phôi nục nạc luôn, không tí tì vết luôn các bác ạ. Hàng đang có mặt tại cơ sở 2 của Tiến Hoàng Anh rồi. Đấy, nên là bác nào có đang quan tâm đến các cái mặt hàng nguyên tấm nguyên khối gỗ hương thì hãy nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến để được bên công ty báo giá cho các bác nhá. Bên công ty báo giá và tư vấn nhiệt tình cho các bác để sở hữu những các cái tấm chiếu mà nó phù hợp, và nó phù hợp kích cỡ cũng như là giá thành cho không gian của nhà mình, cho ngôi nhà của nhà mình các bác nhá. Các bác có thể liên hệ đến các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000, hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của bên công ty. Đấy là cơ sở 2, đường tránh thành phố cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.